Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong các bác và anh em nào đang theo dõi video mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 cho đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ Kiện Audio tiếp tục phát triển kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio quay lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu và báo giá sản phẩm đến với tất cả các bác và anh em ba mẫu mạch phân tần loa phun đôi này, phun đơn và mạch phân tần loa 3 đường tiếng chất lượng tốt để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn mua sắm, phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình để độ chế thay thế vào thùng loa cũ khi mà mạch phân tần bên trong thùng loa cũ của chúng ta cháy hỏng rồi, chất lượng âm thanh cho ra không còn hay, không còn đạt chuẩn nữa thì các bác và anh em có thể độ chế thay thế vào. Và cũng là để dành cho các bác và anh em những ai mà chúng ta đang đóng loa, dòng loa mà đang đi tìm những mẫu mạch phân tần loa chất lượng tốt thì có thể tham khảo các bác và anh em nhé. Và ba mẫu mạch phân tần ngày hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em thì sẽ có rất nhiều những cái điểm chung. Điểm chung đầu tiên là chung một hãng sản xuất là Professional Audio. Điểm chung thứ hai là tất cả những cái linh kiện có trên những mẫu mạch phân tần này, từ cuộn cảm này, tụ này, trở xứ này, tụ điện này thì đều là những cái dòng linh kiện cao cấp và chất lượng nhất. Và đặc điểm chung thứ ba trên những mẫu mạch phân tần này đó là đều có những cái hệ thống chống cháy cho loa chép các bác bạn nhá, đều có những cái hệ thống chống cháy riêng cho loa chép để các bác và anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng. Và điểm chung thứ tư đó chính là trên những mẫu mạch phân tần này thì nó sẽ cắt giải tần số, chia giải tần số cho loa rất là chuẩn. Bát thì đánh chắc chắn, uy lực này, trung âm thì ngọt ngào, sâu lắng, giải chép lên thì tươi sáng. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em từng mẫu mã sản phẩm một. Giới thiệu đến mẫu nào thì em sẽ báo giá luôn mẫu đấy thì các bác và anh em chúng ta nắm rõ giá sản phẩm luôn nhá. Đầu tiên thì sẽ là mẫu mạch phân tần loa phun đơn 2 đường tiếng. Mã sản phẩm là PA2T, chính hãng của hãng Professional Audio. Đấy, mạch phân tần loa chính hãng các bạn nhé, PA2T này, mã sản phẩm Professional Audio, thương hiệu. Đấy. Trên này thì toàn bộ những cái cọc loa, toàn bộ những cái cầu loa ở đây thì dạng cầu nhún các bạn nhé. Chúng ta không cần phải gài dây, chúng ta chỉ việc nhấn xuống này, chúng ta xỏ dây vào đây rồi nhả ra, không cần phải hàn. IN là đường nguồn vào, cộng trừ âm dương rõ ràng này. V kép là đường dành cho loa bát này, T là đường dành cho loa chép. Đấy, mạch phân tần loa 2 đường tiếng phun đơn, đấy, một bát một chép, có thể chơi được cấu hình là một bát và hai chép thoải mái các bác em nhé. PA2T này sẽ có hai cuộn cảm sợi đồng màu đỏ có lõi sắt từ bên trong. Đấy, cuộn cảm của những cái dòng phân tần này thì không phải bàn nữa rồi, nó rất là to đẹp và gấu các bạn nhé. Đây sẽ quay cận cảnh vào đây để các bác và anh em xem này, cái sợi đồng rất là to này, cuộn đồng rất là gấu các bạn nhé. Đấy, hai cuộn đồng, hai cuộn cảm này, sợi đồng màu đỏ có lõi sắt từ bên trong này, hai con trở xứ với thông số là 20W 4RJ và 30W 4RJ ở đây, hai con tụ là 8.2mm 400V, 3.3mm 400V, toàn bộ đều là tụ màu đen, tụ MKP hết các nhá, tụ đen này. Đấy, hai con tụ, hai cuộn cảm, hai trở xứ và rất nhiều những con tụ điện ở đây này. Đấy, rất nhiều những con tụ điện đây các bạn nhá, rất là nhiều những con tụ điện này và mạch tản nhiệt cho phân tần. Đấy, mạch tản nhiệt phân tần. Và trên mạch tản nhiệt này nó chính là cái hệ thống chống cháy cho loa chép luôn các bạn nhé. Hệ thống chống cháy cho loa chép ở đây. Đấy, nó nằm trên cái tản nhiệt cho mạch phân tần này luôn. Mạch phân tần PA2T. Mạch phân tần PA2T hiện tại đang có mức giá của một bộ sản phẩm, hai bảng mạch các bạn nhé. Hai bảng mạch như này có mức giá là 880.000 đồng. Một bộ sản phẩm, hai bảng mạch, bao ship toàn quốc và tặng kèm dây các bạn nhé. Quên mất là em chưa để những cái sợi dây đây để quay lên cho các bác và anh em xem luôn. Đó, nhưng mà khi mà mua hàng thì em sẽ tặng kèm dây để các bác và anh em đi lại toàn bộ cái hệ thống dây ở trong thùng loa cũ của chúng ta luôn. Đấy, tặng dây. Mức giá 880.000 đồng, mức giá của hai bảng mạch, mức giá của hai bảng mạch, bao ship và tặng kèm dây. Tiếp theo là mẫu mạch phân tần loa phun đôi với mã sản phẩm là PA25T, chính hãng của hãng Professional Audio. Toàn bộ những cái cọc loa đây đều là dạng cọc nhún hết này. IN là đường nguồn vào này, V1 dành cho loa bát 1, V2 dành cho loa bát thứ 2, T ở đây là dành cho loa chép này. Mạch phân tần loa 2 bát 1 chép, có thể chơi theo cấu hình là 2 bát và 2 chép. 2 chép sẽ đi chung một đường này các bác em nhá. Thế này chúng ta sẽ có là 1 2 3 cuộn cả. Đấy, các bác em nhìn cái sợi đồng. Sợi đồng rất là to. Phải nói là những cái cuộn đồng của những cái mẫu mạch phân tần này thì nó rất là khủng các bác nhá. Khủng và gấu. Lõi sắt từ này. Lõi sắt từ to như này các bác. Sợi đồng to không kém luôn. Đấy. Sợi đồng này, 3 cuộn cả, 1, 2, 3 cuộn cả, sợi đồng to, đẹp, gấu. Và trên này nó sẽ có thêm là 3 con tụ, một con tụ là 6.8mm này,
một con tụ 3.3 mi này và một con tụ là 3.9 mi. Toàn bộ đều là tụ 400V hết các bác và em nhé. 20W 4R 7G con trở xứ thứ nhất và 20W 3R 3G con trở xứ thứ hai. Tụ điện này, mạch tản nhiệt cho phân tần, hệ thống chống cháy cho loa chép PA25T các bác nhé. Mạch phân tần loa phun đôi PA25T. Mạch phân tần này cực kỳ gấu rồi. Bát thì đánh rất là chắc chắn và uy lực. Riêng về dòng mạch phân tần này thì em đã đều có những cái video riêng về nó và em test luôn cái mạch phân tần này trên video rồi. Các bác và em có thể truy cập lại vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio để tìm kiếm lại những cái video mà em test mạch phân tần đấy. Tất cả cả ba mẫu này thì đều có những cái video test riêng rồi. PA25T. PA25T hiện tại đang có mức giá một bộ sản phẩm hai bảng mạch là 980.000 đồng. 980.000 đồng mức giá của một bộ sản phẩm hai bảng mạch 980.000, bao ship và tắc kèm dây để các bác và anh em đi lại toàn bộ cái hệ thống dây trong thùng loa cũ của chúng ta luôn. Và cuối cùng trong video này là mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa 3 đường tiếng, mã sản phẩm PA3T, chính hãng Professional Audio. Mạch phân tần loa PA3T các bác nhé. Cái linh kiện, những cái đường họ đi mạch và những cái mối hàn đằng sau họ làm rất là chỉnh chu và đẹp như này. Mạch phân tần PA3T. IN ở đây đường nguồn vào này, M dành cho loa mid, loa trung, loa mid các bạn nhé. V kép là đường dành cho loa bass này, T dành cho loa chép. Mạch phân tần loa một bass, một trung và một chép. IN đường nguồn vào, ba cuộn cảm, sợi đồng to, đẹp gấu. Đây phải nói là cuộn cảm, phải nói thực sự với các bác và anh em là cuộn cảm là nhìn nó rất là thích. Cầm những cái mạch phân tần chất lượng này trên tay nó rất là nặng bởi vì cái cuộn cảm rất là to đẹp các bạn nhé. Cuộn cảm rất là to đẹp và gấu như này, lõi sắt từ bên trong này, ba cuộn cảm này, ba con tụ, một con tụ to nhất đầu tiên là tụ 22 mi 250V và một con tụ 3.3 mi 400V, một con tụ 12 mi 400V này, ba con tụ to đẹp, mạch tản nhiệt cho phân tần này, hệ thống chống cháy cho loa chép này, hai con trở xứ thông số là 20W 4R 7G và 20W 3R 3G, tụ điện này, mạch phân tần PA3T. Mạch phân tần này trước đây đang bán mức giá là 1.010.000 đồng, nhưng trong video này em sẽ để cho các bác và anh em với mức giá là 1.000.000 bao ship các bạn nhé. 1.000.000 một bộ sản phẩm hai bảng mạch, bao ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng như mẫu mã mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu thì các bác và anh em chúng ta mới phải thanh toán tiền. Và tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mạch phân tần này thì đều được bảo hành của hãng Professional Audio trong vòng 1 năm để các bác và anh em chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng nhé. Em sẽ điểm danh lại một lượt sau đó báo giá để các bác và anh em nắm rõ hơn về mức giá sản phẩm. Đầu tiên là mạch phân tần loa PA2T, mỗi mạch phân tần loa phun đơn hai đường tiếng, một bát một chép, có thể chơi được cấu hình là một bát và hai chép, có mức giá là 880.000 đồng, mức giá của một bộ sản phẩm hai bảng mạch. Tiếp theo là mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa PA25T, mạch phân tần loa phun đôi hai bát một chép hoặc là hai bát và hai chép, có mức giá một bộ sản phẩm hai bảng mạch là 980.000 đồng, bao ship toàn quốc, tặng kèm dây, nhận hàng kiểm tra đúng hàng mới phải thanh toán. Và PA3T, mạch phân tần loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung, 1 chép, có mức giá 1.000.000, bao ship toàn quốc, tặng kèm dây. Các bác và anh em chúng ta cần mẫu mã sản phẩm mạch phân tần nào thì có thể nhắn tin trực tiếp cho em, hoặc là cần tư vấn thêm về những cái dòng mạch phân tần này thì có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa cao cấp chất lượng như này đã có mặt tại tất cả các địa chỉ chi nhánh của Phụ Kiện Audio ở ngoài Hà Nội thì các bác và anh em có thể qua tham khảo mua sắm trực tiếp sản phẩm tại địa chỉ là 263 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Một địa chỉ nữa ở Hà Nội là số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Và trong Sài Gòn, trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các bác và anh em có thể qua địa chỉ là 134-26 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Một địa chỉ nữa ở thành phố Hồ Chí Minh là 6-33 đường Bình Thành, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Nếu như quý vị và các bạn, các bác và anh em thấy video này hay, bổ ích thì hãy ấn nút like video và chia sẻ video này để anh em, bạn bè, người thân có thể biết được những cái mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa chất lượng như này để độ chế, thay thế, đóng loa. Xin chào tất cả các bác và anh em.